Robot hút bụi lau nhà chất lượng cao Dibut DE53 bao giá rẻ nhất thị trường chỉ từ hơn 3 triệu. Cam kết hàng mới nguyên hộp, bảo hành dài hạn. Liên hệ ngay 0976 970 408 hoặc 0965 966 686 để biết thêm chi tiết. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại. Và trong video lần này, chúng ta sẽ cùng đến với mục đánh giá sản phẩm là một mẫu điện thoại phải gọi là sát thủ cấu hình trong tầm giá loanh quanh là 1-2 củ. Con hàng này thì mang tên là Ratelcel R1020 và anh em có thể ngó qua kho thanh lý của bọn mình để nhấc về. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào chủ đề chính là đánh giá chiếc điện thoại này. Có lẽ điểm đầu tiên mà mình muốn nói về chiếc máy này chính là nó rất đặc biệt đến từ bên ngoài và đặc biệt cũng đến từ cả thương hiệu nữa. Ratel nghĩa theo Google dịch là một con lửng mật, nổi tiếng trong thế giới tự nhiên với thân hình nhỏ nhắn nhưng tính cách thì rất lì lợm, hiếu chiến và không ngán bất cứ đối thủ nào cả. Chẳng thế mà gã trẻ trâu Undercut này được hẳn một diễn đàn công nghệ ở nước ta hâm mộ và được coi là linh vật luôn. Có lẽ đây chính là cảm hứng để một thương hiệu di động mang tên là Ratel được ra đời và cũng lấy luôn hình ảnh con lửng mật để làm logo luôn. Nói về thương hiệu Ratel này thì đây là một nhãn hiệu được đăng ký và sản xuất bởi Wistron, một ODM đến từ Đài Loan. Nếu anh em chưa biết thì Wistron từng là một bộ phận sản xuất của hãng máy tính Acer trước khi tách ra vào năm 2000 và hoạt động độc lập. Còn bây giờ thì ODM này cũng phụ trách một số công đoạn trong quá trình sản xuất iPhone của Apple trên toàn cầu. Nói như vậy để nói rằng mẹ đẻ của thương hiệu Ratel cũng là dạng rất có máu mặt trên thị trường di động. Hoàn toàn không phải là loại không có số má gì đâu. Tuy nhiên, được cốp to đỡ đầu là một chuyện, còn việc có trụ được hay không thì lại là chuyện khác. Và điều đáng buồn là thương hiệu Ratel này đến giờ đã chấm dứt hoạt động sau một thời gian ngắn. Chiếc Ratel R1020 được sản xuất dành riêng cho thị trường Nhật Bản và đây cũng gần như là model duy nhất được bán ra trước khi mà thương hiệu này được đào sâu chôn chặt. Rồi, đã xong phần intro, bây giờ sẽ nói nhiều hơn về chiếc Ratelcel R1020 thì có thể thấy đây là con máy thực sự lấy cảm hứng từ con lửng mật vì vẻ bên ngoài của thiết bị đã cho thấy đây là một sản phẩm hướng đến game thủ rồi. Nó toát lên một cái gì đó rất là lì lợm, trâu chó muốn phi vào mặt đứa mà mình ghét nhất rồi. Toàn bộ máy được bọc kim loại với những đường cắt mạnh cho cảm giác hầm hố và trông như một chiếc phi thuyền không gian vậy. Và nhược điểm dễ nhận thấy nhất của kiểu thiết kế này là sẽ cảm giác cầm khá là khó chịu, cấn tay. Mặt chiếc máy được vắt cong ở phần trên và dưới màn hình là thiết kế theo dạng đối xứng khá cực đoan với hai giải loa được bố trí ở trên và dưới. Phần màn hình 5 inch tiêu chuẩn được đặt ở chính giữa, gần như lọt thỏm giữa viền bezel dày cộp và camera selfie kích thước tương đối lớn được đặt ở góc trên màn hình. Phần cạnh bên của máy cũng được thiết kế theo kiểu đối xứng với hai phần gờ nhô ra. Trong đó thì cạnh trái gồm khe USB-C, có nắp đậy tích hợp nam châm và khe SIM kép. Cạnh phải khá chật chội gồm nút nguồn ở giữa nhưng không tích hợp cảm biến vân tay và cảm giác bấm khá là nông. Ở hai bên là nút shortcut và nút âm lượng được bố trí tịt ở hai bên dưới nên là nếu bấm ở cạnh bên sẽ tương đối khó chịu. Nhưng nếu để chơi game ở chế độ màn hình ngang thì lại khá là thoải mái. Mặt lưng máy được làm cong nhẹ hơn so với mặt trước với một vài chi tiết như là cụm anten ẩn dưới phần kim loại, cụm camera đơn ở nửa trên và logo Ratel lẫn chân đốc kết nối sạc từ ở bên dưới. Anh em có thể thấy rõ ở mặt lưng chính là việc thương hiệu mẹ đã bị phá sản nên là phần logo và phần tên đã bị gạch bỏ. Cái này là một thủ tục bắt buộc ở hải quan nên phải chịu thôi. Và cách tốt nhất là dán một miếng băng dính đen đè lên như mình sẽ ổn nhất để che đi cho đỡ khuyết tật. Còn nhìn chung, thiết kế của chiếc Ratel R1020 theo mình thì nó không được đẹp cho lắm. Chỉ có triết lý đối xứng là giúp cho cảm giác nhìn tương đối thuận mắt. Và phần viền màn hình rất dày khiến cho con máy này dù chỉ có màn hình 5 inch nhưng kích thước tổng thể lại to như một chiếc điện thoại có màn hình 6 inch tràn viền hiện nay. Nhưng ít ra thì cách thiết kế này sẽ vẫn khá thoải mái khi mà chơi game, mà có lẽ tầng lớp anh em muốn mua con máy này cũng chỉ để chơi game là chính mà thôi. Vì cấu hình nó thuộc dạng siêu hủy diệt trong tầm giá mà mình sẽ nói tiếp sau vài phút nữa. Bây giờ sẽ đến phần nghe nhìn, tức là khả năng giải trí trên màn hình và loa của con hàng này. Thực sự mà nói thì kích thước 5 inch bây giờ với một con máy Android đã phải nói là rất lỗi thời rồi. Nhưng được cái là nhờ độ phân giải lớn và khả năng giải trí trên màn hình này hoàn toàn không hề tệ. Màn hình của máy có độ phân giải là Full HD, kích thước 5 inch với mật độ điểm ảnh là 441 ppi nên nhìn chung là rất sắc nét. Tấm nền IPS LCD có chất lượng tốt, màu sắc thể hiện sống động với gam màu hơi đậm hơn một chút và thực sự đây có thể coi là một trong những màn thể hiện tốt nhất trong tầm giá loanh quanh 1-2 củ bây giờ anh em ạ. Độ sáng màn hình cũng tương đối ổn để xem dưới trời nắng nhưng mà vấn đề nằm ở mặt trước khi mà được thiết kế cong nên là đôi khi nó lại bị lóa hơn mức bình thường. Nhưng dù sao thì khả năng hiển thị của màn hình này vẫn rất ổn áp. Nhân tiện nói luôn về phần loa thì việc trang bị loa kép stereo trên điện thoại thực sự là ngon lành cho việc giải trí so với bất cứ một điện thoại nào khác trong cùng tầm tiền. Điểm tốt của cặp loa kép là cho hiệu ứng âm thanh nổi và tăng độ chi tiết, phù hợp với các anh em khi mà chơi game hoặc đơn giản là muốn một cặp loa ngon khi mà nghe nhạc chẳng hạn. Còn nếu để xem phim thì cũng được.
nhưng vì màn hình nhỏ và âm lượng loa cũng không lớn lắm nên là trải nghiệm cũng không được phê. Tóm lại, trải nghiệm nghe nhìn trên điện thoại này mình đánh giá ở mức ổn. Loa nghe hay trong tầm tiền kết hợp với màn hình sắc nét sẽ bù trừ cho một chút về sự bất tiện kích thước nhỏ, mồm nhỏ rồi. Về camera, đây sẽ là một điểm trừ của chiếc Ratel R1020 khi xét trong tiêu chuẩn hiện nay, và thực sự mà nói thì đây là một điểm cắt giảm thường thấy ở các điện thoại chuyên game rồi. Con máy này thì chỉ được trang bị cụm camera đơn 16MP ở mặt lưng và 8MP ở mặt trước, và chức năng hoàn toàn không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là khá kém so với mặt bằng chung tầm giá hiện nay. Menu chụp ảnh khá sơ sài, ít chức năng nhưng chất lượng ảnh chụp thì tạm ổn. Tốc độ chụp tương đối nhanh, có lẽ nhờ phần cứng xử lý mạnh, độ chi tiết ảnh thì khá tốt, còn khả năng quay video thì khá tệ vì con máy không hỗ trợ lấy nét. Âm thanh thu âm chỉ là dạng kênh đơn, nên tóm lại là cụm camera trên con máy này chỉ ở mức trung bình, không nổi bật. Chuyển sang phần hiệu năng của chiếc máy thì đây cũng là thứ mà mình ấn tượng nhất khi xét về tầm tiền của chiếc máy này. Với giá bán loanh quanh là 1 đến 2 củ thì chắc chắn chiếc Ratel R1020 này xứng đáng gọi là một sát thủ cấu hình luôn, với con chip Snapdragon 835 được cài cắm sẵn. Kết hợp với RAM 6GB LPDDR4X và bộ nhớ trong là 128GB là quá đủ để cho anh em chiến game thoải mái ở thời điểm bây giờ rồi. Ví dụ như trò PUBG, anh em có thể đẩy lên cấu hình đồ họa cao nhất có thể là HDR. Kết hợp với khung hình cao là chiến game khá mượt mà, gần như không xảy ra hiện tượng lag, tụt khung hình gì cả. Dung lượng RAM lớn giúp cho khả năng đa nhiệm rất thoải mái, không hề có vấn đề gì nếu anh em làm việc luân chuyển giữa nhiều ứng dụng cùng lúc. Nói chung là hiệu năng rất tuyệt vời trong tầm tiền. Tuy nhiên, cấu hình mạnh cũng đồng nghĩa rằng máy rất nhanh nóng sau khi dùng lâu, và với kiểm tra nhanh của mình thì nhiệt độ của CPU có thể đạt tới hơn 40 độ chỉ sau khi chơi game khoảng nửa tiếng, và kết hợp cảm giác cầm nắm không tốt và khung kim loại nên sẽ càng khó chịu. Chỉ muốn vứt máy ra để nghỉ thôi. Về phần mềm, chiếc Ratel Cell được cài sẵn hệ điều hành Android 8 Oreo, và đáng tiếc là cho đến giờ, con máy này vẫn chết dí ở phiên bản hệ điều hành đã 3 năm tuổi này rồi. Đây chính là hậu quả của việc công ty mẹ phá sản thì thằng con cũng bơ vơ luôn. Và đến giờ thì bản cập nhật bảo mật mới nhất cho con máy này là từ tháng 5 năm 2018, tức là hơn 2 năm rồi. Giao diện của máy nhìn chung là rất đơn giản, do dựa luôn trên Launcher 3 của Android gốc. Với điểm tốt là rất sạch sẽ, gần như hoàn toàn không có app rác mà chỉ cài thêm một số dịch vụ riêng của Ratel trước đây. Và được cái là có sẵn một kho theme nhỏ với phong cách hoạt hình để anh em có thể đổi gió nếu thấy chán giao diện cũ. Cuối cùng thì là về thời lượng pin. Chiếc Ratel Cell được trang bị quả pin với dung lượng là 2800mAh và có thể coi là một điểm trừ tiếp theo của chiếc máy này. Dung lượng pin thấp kết hợp với phần cứng xử lý cao và hệ quả là sẽ tụt pin rất là nhanh chỉ sau một thời gian ngắn sau khi mà chơi game. Một phép thử nhanh của mình thì con máy này cho thời gian chơi game liên tục chỉ đạt được khoảng loanh quanh là 2 đến 3 tiếng, đã báo pin yếu. Bù lại thì nếu chỉ dùng ở các tác vụ cơ bản bình thường thì máy vẫn trụ được trong ngày. Nhưng nói chung là anh em đã cầm con máy này ra ngoài đường thì tốt nhất nên chuẩn bị thêm một quả pin sạc dự phòng nữa cho đỡ phải lâm vào cảnh chưa đến chợ đã hết tiền. Nói tóm lại, với việc thương hiệu mẹ đã phá sản thì lý do tốt nhất để chúng ta sở hữu chiếc Ratel R1020 ở thời điểm này chính là cấu hình mạnh nhất trong tầm tiền của con máy này mà thôi. Và ngay từ cái nhìn bên ngoài rồi thì đến những đánh giá mà anh em vừa tham khảo, đã có thể kết luận luôn là tầng lớp game thủ di động sẽ là lớp khách hàng duy nhất mà chiếc máy này có thể tiếp cận được. Hay nói cách khác, đây là một con máy rất kén người dùng, mà đã kén người dùng thì chắc chắn là nhược điểm nhiều hơn ưu điểm, như là thiết kế không nổi bật, cảm giác cầm nắm khá tệ, nóng nhanh khi sử dụng, pin kém và camera lỗi thời. Phần mềm lỗi thời chết yểu sẽ là những thứ mà anh em sẽ cần phải đánh đổi khi lấy được cấu hình xử lý mạnh, trải nghiệm mượt, khả năng giải trí tốt trên chiếc máy này. Và vậy thôi, vừa rồi thì là những đánh giá cũng như là chia sẻ của bọn mình về chiếc Ratel Cell R1020, một chiếc máy theo mình nghĩ là cũng khá là thú vị. Anh em nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.